Khổ quá. Đúng là không có đồ trang sức nào mà bạc bẽo như là người yêu cũ luôn á. Bắt đầu chương trình ngày hôm nay đó là một cái lời nhắn của một bạn rất là, gọi là gì nhỉ? Deep. Đây là tin nhắn của bạn Vũ Trung Tú gửi đến mẹ của mình. Alo. Alo, xin chào bác. Cho cháu hỏi bác có phải là mẹ của Vũ Trung Tú không ạ bác? À vâng, đúng rồi ạ. Sao ạ? Dạ, cháu đến từ một chương trình ở trên Facebook á. À, chương trình 80FM. Dạ, bạn Tú muốn gửi đến tin nhắn là như thế này. Mẹ ơi, hôm bữa khi con xin đi làm thêm, mẹ không cho. Con đã có phần nóng nảy nói những điều không hay với mẹ. Con không đủ can đảm để đứng trước mặt mẹ nói lời xin lỗi. Nhưng con biết con bất hiếu, vô lễ với mẹ. Mong mẹ bỏ qua và tha thứ cho con. À, cho cháu hỏi tại sao bác lại không cho bạn Tú đi làm thêm thế ạ? À, tại vì bạn đi làm thêm nhưng mà lại cứ làm buổi tối, nhà bác xa lắm. Thành ra tối mà làm thêm mà làm tới 10 giờ 11 giờ đêm thì bác có bảo rằng là thôi thì giờ đang còn đi học thì cứ đi học đi. Thì vì mẹ cũng có yêu cầu là con phải đi làm, và đi làm thì đi làm sao, đi làm khuya như vậy được về làm sao? Thế thì là bạn không chịu, bạn cương quyết là đòi đi làm đó. Thế rồi bác nói một hồi thì nóng lên là thế thôi. Bạn Tú bao tuổi rồi bác? À, năm nay bạn 20. À, 20 tuổi. Cháu nghĩ đó là con trai thì tầm 20 tuổi thì bác cứ để bạn đi thử đi chứ. Cứ à, tại vì nhà bác xa quá, không hiểu. Dạ. Mà nếu mà đi làm thì mà về 10 giờ mà phải đi đến xã gần 1 tiếng mới về được đến nhà. À. Mà thì nói chung tức là bác cũng lo âu về cái chuyện an ninh đường phố bây giờ nó không tốt. À, dạ. Bác cũng hội bảo là nè, ví dụ như là đi làm thì mùa hè mà nếu mình có xin được việc thì làm phát sai mà mình làm ban ngày á thì mẹ đồng ý thôi, nhưng mà tại vì là đi làm lại đi làm ban đêm. Thật ra đó là bạn Tố, bạn chắc là con trai ấy nên cũng ngại, không muốn, không dám nói với bác ấy. Nên thật ra đó là con đây, cháu đang stream trên Facebook. Nó đây là một chương trình thay lời muốn nói ấy. Bạn Tố có nhờ cháu gửi cho bác tin nhắn này. Cháu nghĩ chắc là bác cũng không giận gì bạn Tố nhỉ. Bác rất là cảm ơn. Bác cũng cũng thấy là bạn ấy nóng tính quá, xong rồi thì nóng quá thì mình cũng khó nói chuyện lắm, thì bác cũng có nói chuyện với lại chị, vì chị bạn đó có chị. Đấy, xong rồi bảo chị bảo là con phải biết khuyên em, đã lỗi thì phải biết xin lỗi. Chứ không có thể nào xin lỗi là một điều mà cần phải làm. Chứ không thể nào vì ngượng mà không xin lỗi được. Đấy. Hôm nay bác nghe được con nói thế thì bác nói chung là bác rất là vui. Rất là vui. Và thật ra đó là cháu cũng muốn nói như này, đó là thật ra là cháu cũng tầm 20 tuổi như vậy Tố thôi. Mẹ cháu cũng kiểu la cháu hoài, đôi khi kiểu cháu cũng cái tuổi này nó bồng bột lắm, nó vội vã lắm, thế nên là bị la một tí là kiểu khó chịu trong người, thế nên là cũng bật lại kiểu nói lại á. Nhưng mà thật sự là bọn cháu cũng không có suy nghĩ như thế đâu, chỉ là giống như là không kiểm soát được cái hóc môn trong người ấy, thế nên là nói nó hơi quá đáng. Thế nên là cháu nghĩ là cháu cũng nghĩ là chắc bác cũng không giận bạn Tố nhiều nhỉ. Mới lúc đầu bác cũng giận lắm, nhưng mà sau rồi bác cũng nghĩ vì đúng nhỉ, tại vì bác vừa có con trai mà vừa có con gái. Rồi bác cũng hiểu tâm lý con trai nó khác tâm lý con gái. Chị của bạn thì không có bao giờ mà dám giận bác, mà không bao giờ dám nói mà kiểu mà nó lớn nói nặng đâu, không dám đâu. Nhưng mà bác cũng hiểu một điều là con trai thì thường là nó cũng có khi là nó kiểu nó bị bức bối quá rồi nó không biết làm sao thì nó sẽ phản ứng. Dạ, đúng rồi. Sau vài hôm thì bác cũng có nghĩ vậy. Bác cũng có nghĩ vậy. Dạ rồi, cháu cảm ơn bác đã dành ra một ít phút để tham gia chương trình. Cháu hy vọng là bác với Tú sẽ nhanh nói chuyện lại với nhau nhé. Rồi, bác cảm ơn, bác cũng vậy, rất là cảm ơn con. Dạ, không có gì. Chúc bác có một buổi tối vui vẻ.
Chào bác. À, được rồi, bác chào Khoa. Đây là tin nhắn cảm động nhất từ trước đến giờ chương trình này từng có luôn. Bạn Tú à, không biết là bạn có xem stream mình không, nhưng mà cảm ơn bạn đã gửi một cái tin nhắn rất là awesome như thế này. Đây là tin nhắn của bạn Vũ Thùy Linh, bạn Vũ Mỹ Duyên muốn gửi cho bố. Đó là: hôm nay là ngày của cha, hai con yêu bố nhiều lắm. Bố mẹ bên nước ngoài nhớ giữ sức khỏe nhé. Một năm gặp bố mẹ nhiều nhất cũng chỉ 3 lần. Bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ lắm. Tôi có cái này chôn ba tôi vui lắm. Alo. Alo ba hả? Ừ. Ba đang làm gì á? Đang xem TV. Ba con có chuyện muốn nói nè. Đang gì đấy? Con có bầu rồi. Hả? Con có bầu. Ai? Con đùa thôi. Bác làm gì? Bác tin tưởng thiệt vậy? Thiệt luôn á. Chưa gì mà bác đã hỏi ai rồi. Chứ bác nghĩ ai? Con gái bà, bạn trai còn chưa có mà lại có bầu. Thiệt chán mà ghê luôn Đây sao vẫn đang vui vậy, cái gì vậy, ở nhà hả, không xem game á? Không, con không có stream. à? Bác này, bác không tin tưởng con vậy hả? Bác tưởng con có bầu thiệt luôn hả? Cái đêm tao quảng hồn cái này. Con chị thì đó là con gọi con muốn nói là mấy hôm trước ấy, lúc mà ba vào Sài Gòn con có hay nói lại ấy, thì hôm nay thực ra đó là con thấy con là một đứa con bất hiếu vì giúp người ta chuyện lời, mà trong khi bố mẹ mình thì không chịu nói một lời xin lỗi, nên hôm nay con xin lỗi chuyện từ trước đến giờ. Kể cả chuyện mà con quay bài bị bắt nữa. Và đó con chưa xin lỗi ba đúng không? Bây giờ con xin lỗi ba nha. Rồi, thôi ba mẹ con đi nha. Vậy nha, an Ok, tâm đi. ba. Thiệt, ba tôi tin người dễ sợ luôn á. Thiệt tình luôn, vừa mới gọi ba ơi, con chút bầu rồi. Ai? Thiệt luôn hả? Để mới lại tin nhắn tiếp theo. Đây là tin nhắn của bạn vịt vớ vẩn gửi cho anh Cường. Đó là cái... Alo. Alo, cho mình hỏi bạn có phải tên là Lê Xuân Cường không ạ? Đâu rồi ạ? Có một bạn muốn nhờ mình gửi đến cho bạn một tin nhắn. Tin nhắn này đó là: anh Cường à, em biết bên anh có rất nhiều người, nào là phô mai que, nào là bánh mì cháy, nào là thịt lợn Ôi. chiên, nhưng mà không biết anh có thích ăn thịt vịt không. Em đợi câu trả lời của anh. Yêu anh. What Cái gì vậy? Ủa à, vậy the nó còn fuck? Như bạn nói lại là phù lôi tốt nhá. sao thế sao vậy Tôi bảo là mà nó bảo tôi lắm. sợ gì à? Nói là Tao bảo là nó chỉ ăn thịt lợn thôi. là Cường chỉ thích ăn thịt lợn thôi hả? Dạ đúng rồi. À, không Đúng thích rồi. ăn, không thích ăn thịt vịt hả? Không. À, sao kỳ vậy Thì người? cứ bảo thế. Bọn nó trôi đến cả chứ chứ ông nào gửi ấy, ai 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 nhờ ấy. Em vịt nhờ, em vịt nhờ ông. Cái ông có quen ai tên 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 gì đâu? Không không, ông phủ vậy. vỡ mồm rồi lại đi ăn ăn lừa rồi đó, không có chuyện đấy đâu. Có nè, cái gì đâu mà lừa. Nhưng mà bây giờ ông nói đi, sao ông không thích vịt? Vịt là ai? Tôi chả biết gì lại nữa cơ. Rồi vậy giờ ông không biết vịt là ai đúng không? Bây giờ để tôi gọi lại điện điện lại cho vịt nha. Rồi rồi rồi, cảm Ok, ơn nhá. chúc ông buổi tối vui Rồi vẻ nha. rồi, cảm ơn nhá. Chúc ơi, chuyên mình nhiều nhá. Ok, cảm ơn ông. Bây giờ để tôi gọi lại cho bé vịt coi. Ai vậy ạ? Alo, cho mình hỏi bạn có phải là vịt vớ vẩn không? Dạ, đúng rồi ạ. Thì ra đó là có một người nào đó mạo danh bạn gửi tin nhắn tôi cho bạn Cường, bảo là bạn thích bạn Cường. Chị đến từ một chương trình đó là Thay Lời Muốn Nói ở trên Facebook của em. Có một bạn nói bạn kêu bạn là vịt vớ vẩn, bạn gửi tin nhắn này đến cho anh Cường. Hồi nãy chị gọi cho Cường, cái Cường bảo tôi không biết vịt vớ vẩn là ai hết, tôi bị chết rồi. Rồi bây giờ cái xong rồi cái chị gọi lại cho em thì như thế này đây. Thôi được rồi, chúc em ngủ tối với bạn nha. Chị xin lỗi vì đã làm phiền ông nào chôn ác quá. Dạ vâng, em về chị ạ. Ok, bye bye em. Rồi, em về chị ạ. Bây giờ mình sẽ đến với lại một tin nhắn tiếp theo, đó là từ bạn bạn cún trường gửi đến cho bạn Sen Sen Nguyễn. Alo. Alo, cho mình hỏi bạn có phải tên Sen không ạ? Phải ạ. À, xin chào bạn, mình là Miss Thi, mình đến từ chương trình 80FM ở trên trực tiếp ở trên Facebook á. Có một bạn muốn gửi đến cho bạn một lời xin lỗi. Sen à, cho tớ xin lỗi vì những gì tớ đã làm, nhưng xin Sen đừng im lặng như vậy. Không biết đã bao nhiêu lần tớ tự nhủ là phải quên Sen đi thôi,
nhưng không hiểu sao trong tâm trí của tớ không có ngày nào là không nghĩ đến Sen cả. Dù có thế nào thì tớ vẫn luôn muốn gặp Sen một lần nữa, dù là lần cuối cũng được, vì tớ không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Trong tâm trí tớ hiện giờ chỉ nghĩ về Sen thôi, không thể để tâm đến chuyện khác được. Lúc về quê hãy cho tớ một cơ hội gặp Sen nhé. Dù gì thì chị cũng chúc em có một buổi tối vui vẻ, với lại là hy vọng là em với lại bạn ấy sẽ làm lành với nhau nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Vâng, bye bye em. Sau đây là tin nhắn của bạn Hoàng Phúc gửi đến cho bạn Mai Xuân. Alo, cho mình hỏi bạn có phải tên Mai Xuân không bạn? Dạ phải. Hai nhỉ? Mình là Miss T á, mình đến từ chương trình 80FM đang phát trực tiếp trên Facebook á. Có một bạn muốn gửi đến cho bạn một lời nhắn á. Thật sự anh không có còn cách nào, đành nhờ chị Thi giúp. Anh biết trong khoảng thời gian đó là anh sai trong mọi chuyện, đều là do anh sai. Anh cũng thực sự không muốn chúng ta xa nhau, nhưng cũng tại lúc đó anh quá rối nên anh đành nói lời chia tay em để tốt cho em với cả hai. Nhưng mà sau nhiều ngày anh suy nghĩ thì anh mới nhận ra điều anh làm là sai thật sự. Chắc anh đã làm em đau nhiều lắm đúng không? Thật sự không phải là lần đầu chúng ta cãi vã, nhưng anh cũng không ngờ đến bây giờ lại thành ra như vậy. Thật sự anh muốn nói rằng nếu em còn gì với anh thì hãy cho anh thêm một cơ hội nữa nhé. Anh không hứa rằng anh sẽ là người luôn làm em hạnh phúc, nhưng anh có thể làm cho em vui vẻ khi ở bên cạnh anh như ngày trước. Nên mong em suy nghĩ về chuyện của chúng ta nhé. Dù gì anh cũng với em yêu xa được gần 5 tháng rồi, nhưng anh cũng không muốn mối tình của chúng ta kết thúc như vậy. Vẫn còn nhiều lời hứa mà anh đã hứa với em mà chưa thực hiện được, nên cho anh thêm một cơ hội để anh thực hiện những giấc mơ đó em nhé. Thế bạn có thể cho bạn ấy một cơ hội nữa được không? Không. Bạn bạn nói là không cần suy nghĩ thì luôn á. Dù gì mình cũng cảm ơn bạn đã dành ra một ít thời gian để nghe tin nhắn này với lại tham gia chương trình, thế nên là mình chúc bạn có một buổi tối vui vẻ nhé. Phụ quá, đúng là không có đồ trang sức nào mà bạc bẽo như là người yêu cũ luôn á. Đây là một tin nhắn từ một bạn nữ gửi đến lại một bạn bạn nam này. Không biết là có ai quen bạn Nguyễn Năng Sang không, gửi đến chàng trai dễ thương của tớ. Cậu đúng là đồ đại ngốc, chẳng lẽ tớ vẫn chưa xứng đáng với cậu sao? Vì cậu tớ đã bỏ rất nhiều thời gian để chơi liên minh, vì cậu tớ đã từ bỏ đi sự đánh giá của một người con gái để mà thổ lộ tình cảm với cậu. Em yêu anh đồ ngốc ạ. Alo, Alo, cho mình hỏi bạn có phải tên là Trương Ngọc Tường Vy không vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Có một bạn muốn gửi cho bạn một tin nhắn. Tuy trước đây chúng ta gặp nhau vào một hoàn cảnh mà chắc không ai đoán được đâu nhỉ. Lúc đó anh chỉ biết là thằng anh là một thằng cắm mặt vào game mà chả để ý những gì xung quanh. Nhưng từ khi em đến, em mang cho anh một cảm giác rất khác. Hình ảnh của em luôn đi vào trong tâm trí anh mỗi khi anh ngủ. Và anh biết lúc đó là anh phải lòng em. Càng ngày anh càng bận rộn, nhưng không phải vì chơi game mà vì nhớ em. Anh và em ngày nào cũng nói chuyện, ngày nào cũng giỡn với nhau về những thứ trên trời. Nhưng từ sau khi Tết, anh với em không còn nói chuyện vui vẻ nữa. Thay vào đó là cãi nhau liên miên, vì đó là những việc nhỏ nhất. Anh biết những lúc ấy chả ai thèm nhìn ai, nhưng không nói chuyện thì anh lại nhớ, anh lại nhắn tin xin lỗi ý ôi, rồi chúng ta lại về với nhau. Cứ tiếp tục như vậy một thời gian gần một năm rồi đó. Anh muốn nói những lời này, thứ nhất là anh xin lỗi em về những việc anh đã gây ra, về những lời anh đã nói. Thứ hai, anh muốn nói với em rằng anh muốn đợi em khi nào em là của anh thì thôi. Em còn lời hứa phải làm với anh mà đúng không? Em đi hay ở lại thì anh sẽ chờ. Anh sẽ không nói trước điều gì, nhưng anh mong em sẽ hiểu những lời anh nói. Những lời anh nói, con nợ của anh. Chúc em một buổi tối vui vẻ nha. Dạ. Ok, bye bye em. Tin nhắn này đó là từ bạn Thịnh gửi đến cho bạn Nga. Alo. Alo, cho mình hỏi bạn có phải tên Thúy Nga không ạ? Vâng, ai đây ạ? Xin chào bạn, mình tên là Misty, mình đến từ chương trình 80FM ở trên Facebook á. Có một bạn muốn nhờ mình gửi đến cho bạn một tin nhắn. Đã từng là bạn thân, đã từng là người yêu, nhưng bây giờ thì chẳng là gì nữa rồi. Tại sao vậy? Anh cũng không hiểu nổi nữa. Giá như ngày đó chúng ta đừng yêu nhau thì bây giờ vẫn là bạn thân. Thật giá như ngày đó chúng ta đừng chia tay thì bây giờ đã khác. Anh đã sai khi để mất một người yêu anh thật lòng, quan tâm lo lắng cho anh. Và anh đã sai tất cả. Không dám cầu mong sự tha thứ từ em, nhưng anh thật sự xin lỗi. Với anh, em luôn là ký ức đẹp mà anh chôn giấu vào trong trái tim mãi mãi. Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền? Sao cứ phải ghét khi tình yêu còn thương còn chưa đủ? Sao cứ phải buồn khi quanh ta luôn có niềm vui? Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy? Sao cứ phải tránh nhau khi bước chân luôn tìm về nhau?
Sao cứ phải xa nhau khi hai trái tim là của nhau? Em à, tha lỗi cho anh nhé. Dù gì thì mình cũng chúc đó là bạn với bạn ấy mau làm lành với nhau nhé. Cảm ơn các bạn có một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn cô. Ok, bye bye bạn. Chào bạn nha. Vâng. Quỳnh gửi cho Phát nè. Alo. Alo, cho mình hỏi bạn có phải tên Phát không ạ? Dạ vâng ạ. Có một bạn nữ giấu tên muốn gửi đến cho bạn một tin nhắn. Có người nói chờ đợi là hạnh phúc, nhưng điều quan trọng là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Tình yêu của ta thật đẹp, một năm không phải thời gian dài cũng không phải ngắn. Trước khi đi, cậu nói ta phải chờ cậu, chờ đến khi cậu trở về, chờ đến khi chúng ta như xưa. Vì thế ta vẫn chờ, hơn 2 năm biết bao người thiêu lưỡi, nhưng ta không hề rung động một ai chỉ vì lời hứa với cậu. Một ngày ta không biết vào Facebook cậu bao nhiêu lần cũng không nhớ nữa, chỉ vì quá nhớ cậu. Tớ cũng không dám nhắn tin vì sợ làm phiền cuộc sống mới của cậu. Facebook cậu ngày nào cũng rất vui bên bạn bè mới, trường mới, người yêu mới. Tớ không biết cậu còn nhớ tớ không, nhớ lời hứa mà cậu đã nói với tớ lúc cậu đi không. Nhưng chỉ cần cậu nói thì tớ sẽ mãi chờ. Chờ đến khi cậu về, chờ đến khi cậu và tớ như lúc xưa. Khoảng thời gian một năm giống như vết thương sâu trong tim tớ vậy. Gửi cậu, người tớ mãi yêu. Đã bao lâu rồi em không dám nhắn tin hay gọi điện chỉ vì sợ làm phiền cậu ấy. Nhiều lúc em lấy hết can đảm viết rồi lại xóa đi. Em chẳng biết phải nói cùng ai nữa. Mong chị hiểu cho em. Chị giúp em nhé, em chỉ sợ bạn ấy không nghe mấy thôi. Ông cười hay ông khóc vậy? Là cười ạ. Chị ơi, đấy là ai ạ? Không nhận ra luôn hả? Không nhận ra ai luôn. Em không. Rồi trầm thảo thính đi rồi mấy ông ơi. Rồi ơi nét rồi. Thôi được rồi, chúc ông một buổi tối vui vẻ nhá. Về ráng suy nghĩ tên người ta đi nhá. Tôi gửi đó là chữ W đầu tiên nhá. Chữ quà. Quý vị rồi đừng nói không nhớ ai luôn nha. Thôi thế nha. Ok bye bye. Em ngày mơ đó. Okay, bye bye. Thôi được rồi, mình gửi tin nhắn bạn khác nè. Bạn Thư Nguyễn gửi cho bạn Ken nè. Hello, cho mình hỏi bạn có phải tên Ken không bạn? Ủa chị ra, anh chị biết tên em rồi. Thì bây giờ mình mới hỏi nè. Mình không biết là bạn có nhận ra giọng của mình không? Từ từ đấy em nhé. Thấy quen không? Thấy vậy? Đúng rồi. Lần đầu tiên có người nhận ra mình luôn nè. Ủa sao chị gọi em vậy? Thì ra đó là có một bạn gửi cho chị một tin nhắn ấy muốn gửi cho em. Em biết anh rất hâm mộ Miss Thi nên em đã gửi tin nhắn này cho chị Thi. Hôm chị Thi sẽ gửi lại cho anh. Anh à, mình được 5 tháng rồi đó. Nhanh ghê chồng hả? Em xin lỗi vì trong cái tháng 5 vừa qua đã mang tới cho anh biết bao nhiêu chuyện buồn. Đi chơi người yêu cũ, bỏ chồng nguyên ngày. Em biết là anh rất giận em. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Mong cái tháng này qua nhanh để hai vợ chồng mình được gặp nhau hàng ngày, chơi lỡ lỡ cùng nhau và sẽ không bao giờ gây lộn với nhau nữa. Em đã có nhiều lần khóc vì sợ anh bỏ em. Nhưng mà anh vẫn không bỏ em dù cho em có tồi cỡ nào. Em cũng cảm ơn anh đã cho em biết được tình yêu đích thật là như thế nào. Khi ở bên anh, em mới cảm nhận được cái sự hạnh phúc đong đầy của tình yêu. Em xin lỗi anh vì anh đã trả tiền trà sữa cho em và những lần đi chơi khác. Em biết nó không có bao nhiêu, nhưng em ngại lắm. Trước giờ không có người con trai nào làm vậy với em hết á. Nhưng bây giờ có một người làm vậy, em rất hạnh phúc rất nhiều. Em xin lỗi anh vì trong thời gian qua tới Happy Anniversary không có mua quà cho anh mà anh còn mua quà cho em nữa chứ. Không biết vì sao mà em yêu anh nhiều đến như vậy. Yêu anh em mới biết sức chịu đựng của mình nó trâu bò như thế nào. Có nhiều lần em hạnh phúc lắm, chờ anh đi học ra rồi về chung với anh. Tuy nó nhỏ nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng bây giờ anh đã ra trường rồi nhưng em vẫn còn ở trong ngôi trường này. Anh có nhớ anh hứa là ngày nào anh cũng rước em không? Em mong là lời anh nói sẽ làm được. Em chỉ có mỗi trái tim và em cũng yêu thương anh nhiều nhiều lắm. Hãy luôn cùng em đánh lỡ lời nhé. Yêu anh. Ok, bye bye em. Dạ bye chị. Bye bye. Chương trình của mình đến ngày hôm nay thì thật ra đó là 80FM đến giây phút này thì cũng là kết thúc rồi. Bye bye. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip của mình. Ở ngoài đây để xem những video clip khác và ở ngoài đây để subscribe cho kênh của mình nhé.